Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Hyundai Santa Fe 2022 đang được Hyundai thành công phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Hyundai Santa Fe 2022 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vẫn được phân phối với tổng cộng là 4 phiên bản tương ứng với các mức độ, tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp, với mức giá bán dao động từ 1 tỷ 030 triệu đồng tới 1 tỷ 360 triệu đồng. Xe sử dụng hai nền tảng động cơ xăng và dầu phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Đây chính là mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung đáng gờm nhất của Hyundai, khiến các đối thủ khác như Kia Sorento, Toyota Fortuner, Ford Everest phải khóc dở méo dở. Hyundai Santa Fe 2022 được lắp ráp trong nước, vì vậy xe cũng nằm trong chính sách giảm thuế trước bạ được chính phủ hỗ trợ. Ngoài ra, xe sở hữu 6 màu ngoại thất bao gồm đỏ, vàng cát, đen, xám, trắng và xanh, giúp quý vị có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích cá nhân của mình. Quý vị lưu ý, giá lăn bánh của Hyundai Santa Fe 2022 sau đây chưa trừ khuyến mại, nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 5-6% đối với xe lắp ráp trong nước, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Hyundai Santa Fe 2.5 lít xăng tiêu chuẩn có mức giá bán là 1 tỷ 030 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 117 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tỷ 007 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 1 tỷ 089 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 300 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Santa Fe 2.5 lít xăng cao cấp có mức giá bán là 1 tỷ 260 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 360 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tỷ 348 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 1 tỷ 329 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 350 tới 355 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Santa Fe 2.2 dầu tiêu chuẩn có mức giá bán là 1 tỷ 130 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 223 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tỷ 212 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 1 tỷ 193 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 320 tới 325 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Hyundai Santa Fe 2.2 dầu cao cấp có mức giá bán là 1 tỷ 360 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 1 tỷ 466 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tỷ 453 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 1 tỷ 434 triệu đồng. Quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 380 tới 385 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Tuy chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Hyundai Santa Fe 2021 đã sử dụng khung gầm hoàn toàn mới, tương tự như các mẫu xe Hyundai hiện nay. Kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.785mm x 1.900m x 1.685mm. Nếu so sánh với phiên bản tiền nhiệm, Hyundai Santa Fe 2021 dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm. Chiều dài trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.765mm, đảm bảo không gian bên trong đủ rộng rãi, khoảng sáng gầm xe 185mm tương đương với các đối thủ. Xe vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế điêu khắc kiểu dòng chảy đặc trưng của Hyundai. Ở phần đầu xe, mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc nổi bật với phần lưới tản nhiệt có họa tiết vân sóng hoàn toàn mới, mạ chrome sang trọng trên các phiên bản cao cấp và dùng nhựa đen trên các phiên bản tiêu chuẩn. Phần nắp capo xe được dập nổi với 4 đường gân lớn vuốt dọc về phía trước, vừa tăng khí động lực học cho xe khi vận hành, vừa ăn nhập với tổng thể thiết kế. Điểm nhấn khác biệt ở khu vực này đó chính là phần đèn định vị chạy vào ban ngày DRL tạo thành hình chữ T, khẳng định phong cách hoàn toàn khác biệt của Santa Fe 2021. Về khả năng chiếu sáng, tất cả các phiên bản của Santa Fe 2021 đều sử dụng đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động cho khả năng chiếu sáng thông minh và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cụm đèn pha được đặt ngang và cao hơn so với kiểu đặt dọc như phiên bản cũ, nhờ vậy tầm chiếu sáng cũng xa hơn và góc chiếu cũng rộng hơn. Tiếp đến phần thân xe, Hyundai Santa Fe 2021 vẫn giữ nguyên form dáng giống như phiên bản cũ nhưng được nâng cấp một số chi tiết mới. Đầu tiên đó là bộ mâm 5 chấu hợp kim, kích thước 18 inch cho phiên bản tiêu chuẩn và 19 inch cho phiên bản cao cấp nhất.
Thiết kế của la răng xe mới giúp tổng thể của Santa Fe bề thế và cứng cáp hơn. Đặc biệt, phần vòm bánh xe được làm lồi ra rõ nét, vuông vức và cơ bắp. Chạy dọc thân xe là đường gân dập nổi khỏe khoắn. Phần khung cửa sổ được mở rộng hơn, đặc biệt là khu vực hàng ghế thứ 3, giúp người ngồi trong xe có tầm nhìn thông thoáng. Gương chiếu hậu chỉnh gập điện, có sấy và tích hợp cảnh báo điểm mù cùng đèn xi nhan LED, tay nắm cửa mạ chrome, sơn cùng màu thân xe và có cảm biến mở cửa không cần chìa khóa. Tương tự phần thân xe, đuôi xe của Santa Fe vẫn giữ nguyên form dáng so với đời cũ. Tuy nhiên, sự thay đổi ở một số chi tiết như đầu tiên đó là cụm đèn hậu thanh mảnh ôm gọn sang hai bên, sử dụng kiểu thiết kế LED 3D hoàn toàn mới tăng tính nhận diện cho xe. Bên cạnh đó, xe cũng có đèn báo lùi tích hợp trên đuôi lướt gió, ống xả của xe được giấu kín dưới gầm. Tổng thể phần táp lô của Hyundai Santa Fe vẫn giữ nguyên thiết kế theo kiểu dạng 3 tầng, trải dài theo phương thẳng ngang, tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch. Khu vực này sử dụng chất liệu chủ yếu là da mềm, nhựa cao cấp và mạ chrome. Để nổi bật hơn, hãng xe Hàn kết hợp hai tông màu đen và nâu da bò tinh tế. Phần cột chữ A tích hợp cửa gió điều hòa, thiết kế gọn gàng, không ảnh hưởng đến tầm quan sát của người ngồi hàng ghế đầu. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da, các phím bấm tích hợp trên vô lăng bao gồm đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động cruise control, cảnh báo chệch làn đường, lấy chuyển số sau vô lăng. Cụm đồng hồ táp lô trên các phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe 2021 sử dụng dạng analog, còn đối với các phiên bản cao cấp, xe sử dụng màn hình điện tử 12,3 inch. Vì được chia sẻ chung thiết kế với mẫu xe đàn anh Hyundai Palisade, khu vực trung tâm của Hyundai Santa Fe cũng được tích hợp một loạt các nút bấm, ví dụ như chỉnh điều hòa, sưởi ghế, chỉnh chế độ địa hình. Đặc biệt, Santa Fe 2021 đã loại bỏ cần số truyền thống, tiếp tục mang tới một cảm giác mới cho người lái. Một trong những nâng cấp nổi bật trên tất cả các phiên bản Santa Fe 2021 đó là đều được sử dụng chung màn hình 10,25 inch đặt nổi trên táp lô trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, bản đồ vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với thiết bị này, người dùng có thể đồng bộ với điện thoại cá nhân, sử dụng đàm thoại rảnh tay, nghe nhạc, đài FM, AM và nhiều tính năng khác. Bên cạnh đó, cả 6 phiên bản của Hyundai Santa Fe 2021 đều được trang bị hệ thống 10 loa Harman Kardon, đi kèm với đó là bộ âm ly rời, tích hợp bộ xử lý thông minh, mang đến trải nghiệm âm thanh trung thực. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau, đặc biệt cửa gió ở hàng ghế thứ 3 có nút chỉnh riêng, độc lập với hệ thống chính. Một số trang bị tiện ích nổi bật khác trên xe bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc không dây chuẩn quy, các cổng sạc bố trí ở hàng ghế sau, viền đèn nội thất LED với nhiều tùy chọn màu khác nhau. Về mặt tiện ích cho người lái, xe được trang bị hệ thống tự động tắt bật pha cốt thông minh, tự động tắt bật đèn, khởi động start top, gương trong xe tự động chống chói ngày và đêm, màn hình HUD hiển thị tốc độ trên kính lái, phanh điện tử đi kèm chức năng giữ phanh tự động auto hold. Hyundai Santa Fe 2021 có hai tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng Smart Stream 2.5 phun xăng đa điểm, sản sinh ra 180 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 232 Nm. Động cơ dầu Smart Stream D2.2 sản sinh ra 202 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 444 Nm. Trong đó, các phiên bản máy xăng sử dụng hộp số tự động 6 cấp, còn máy dầu sử dụng hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép. Hai bản tiêu chuẩn sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau, 4 phiên bản cao cấp sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh Heat Track. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Rider Mode với 4 chế độ Eco, Comfort, Sport và Smart. Các công nghệ an toàn cơ bản của xe mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi. Còn lại các công nghệ an toàn cao cấp đáng chú ý nằm trong gói an toàn Smart Sense, bao gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng Adaptive High Beam, hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Hyundai Santa Fe 2021. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.